Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử đồng chí Nguyễn Hải Trung. Đồng chí Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968 tại tỉnh Vĩnh Phúc, nước Việt Nam, là Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Hiện ông đang là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Hải Trung từng giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ Công an Nhân dân Việt Nam. Ngày 1 tháng 4 năm 2016, đồng chí Nguyễn Hải Trung đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân Việt Nam. Ngày 21 tháng 8 năm 2018 thì ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Ngày 7 tháng 11 năm 2018 thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 về chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 18 tháng 5 năm 2020, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về chủ trương cho thực hiện quy trình điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Bộ Công an. Ngày 8 tháng 6 năm 2020, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để tiến hành quy trình bầu Ủy viên chuyên trách Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 13 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quyết định chuẩn y Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giữ chức Ủy viên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội từ ngày 1 tháng 8. Mới đây, vào sáng ngày 31 tháng 7, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Lễ công bố quyết định đã được Bộ Công an tổ chức vào sáng ngày 31 tháng 7 tại buổi lễ Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã công bố các quyết định của Bộ trưởng về điều động bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội từ ngày 1 tháng 8. Đồng thời, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy cũng công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Hải Trung vào Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội. Người tiền nhiệm của đồng chí Nguyễn Hải Trung là Trung tướng Đoàn Duy Khiêm, Khương đã nghỉ hưu theo chế độ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.